là hôm nay mưa gió quá trời cho nên là mình không kịp chuẩn bị cái gì hết mọi người. Chỉ mua được nước lẩu nè, thì mua được một ít thịt bò nè. Đó. Thịt bò này mua 20.000 á mấy cha. Đó. Cái này là làm cái nồi lẩu tí hon để ăn mừng 50 ca súp. Đó, ghê chưa? Ở đây thì mình có chuẩn bị rất là nhiều loại rau luôn nè, mùng tơi nè, rồi bông súng nè, cá bù ngót nè. Đó. Cái này giống như cái kiểu là rau nhúng chứ lẩu cái gì. Đây nè, thịt bò bỏ vô đây chưa gì nó chín rồi mọi người, nó tái tái rồi. Bây giờ mình làm miếng thịt bò trước đi, mình tính sau. Chấm này chấm nước mắm trong luôn á mọi người, làm không có kịp. Ê, đây nè, mời mọi người làm với mình một miếng thịt bò nha. Mềm mềm, dai dai, thơm thơm các bạn. Nói chung là nó mà héo héo như thế này là ok mọi người. Đây nè, đây mời mọi người làm với mình miếng rau đấy nha. À, người ta vứt cái nồi lẩu chọc á lửa, mình chơi cái nồi lẩu tí hon. À, nhúng vô một miếng nước mắm trong. Đây là thịt bò. Thịt bò bỏ vô hết luôn đi. Hết rồi các bạn. Còn mình bỏ trong đây là than mọi người. Còn đây thì mình tận dụng luôn cái lon hộp sữa của cháu mình á. Nó dục ngoài đống rác rồi mình đem thì mình chà lại xong mình bỏ than vô. Mình làm thành cái bếp làm nồi lẩu. Đó. Đúng là con người ta không phải lúc nào cũng thành công các bạn ơi. Đôi khi cũng phải thất bại. Lúc nãy mình để cái lon lúc nãy á, cái mình tưởng là lửa nó sẽ cháy nhưng mà cuối cùng thì lửa nó không cháy mọi người, nó tắt lụi hết trơn luôn. Bây giờ mình phải lấy cái bếp này nè, cái bếp này là cái bếp để đốt cồn đó, nhưng mà mình không có mua cồn tại vì mình tính đốt bằng cái lon đó đó các bạn, cho nên mình mua than. Bây giờ mình chơi, mình bứt than vô đây luôn, chơi tới luôn. Đây lại tiếp tục mời mọi người làm thêm một miếng nha. Mưa dông gió lớn, ngồi ở nhà ăn nồi lẩu tí hon. Đây nè, mới biết cho một miếng thịt bò nè, chặt bát lửa luôn. Ô, ô, xem chút cái mặt này. Đây nè mọi người. Cuối cùng thì nó cũng đã chín rồi. Đó, đúng vô miếng nước mắm trong. Bữa nay làm không có kịp cái gì hết trơn á. Làm miếng thịt bò nè các bạn. Đã không? Ê bít nè, cái bít nó không ăn các bạn ơi, làm như nó không muốn ăn thịt bò đó. Bỏ không trời trời nè, nó không biết ăn các bạn ơi, không biết ăn biết sao bây giờ, tao có gì đâu cho mẹ ăn. Nè không, cho bít bít ăn thử miếng bông súng này bít bít. Các bạn thấy nó chướng chưa, chướng cỡ đó đó. Này không ăn thôi, tí nữa tao cho mày ăn cơm nguội. À, ăn lẩu không ăn đâu. Nói chung là cái nồi lẩu hôm nay không có được thành công lắm, nhưng mình cũng đã cố gắng lắm rồi mọi người ơi. Hồi nhỏ tới lớn cũng chưa từng biết làm lẩu như thế nào luôn, hôm nay làm đại luôn á. Ly lớn ăn mấy túi vậy, ăn mấy túi này cho nó ăn, ăn bông súng rồi nó ăn không nha, ăn ăn bông súng này. Trời ơi nè, bông súng nè, trời ơi. Ừ, thịt bò không ăn, ăn bông súng, ăn rau nhúc chơi vậy đó nè. Không nè, ăn bông súng đây khổ ghê luôn trời. Chị cha ăn không ăn đi, sàm sở cái tay của tao như vậy, không ăn bông súng, ăn rau nhúc đi.
Nè, rau nhúc này thơm ngon nè. À, thấy không? Ăn rau nhúc các bạn. Thì phải ăn rau nhúc nó, thấy không? Bứt đọt ăn hết luôn. Đó, thấy không? Mày làm tao quên nhúng nước mắm rồi. Mày không ăn thịt bò nữa vô mày cạp xong mày dục hả? Tao đâu có ngu. Ăn ngon này. Ok mọi người, thì đây là những gì mà cha con mình muốn chia sẻ với mọi người hôm nay. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho hai cha con mình nha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.